đêm thiên ngày hôm nay chúng ta đã gần đi đến đích rồi. Còn một thí sinh duy nhất nữa thôi. Hứa hẹn sẽ là một thí sinh vô cùng đặc biệt. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi đoạn clip sau đây. Một cậu bé mới chỉ 4 tuổi nhưng rất đam mê về xe hơi đã đến với chương trình. Cậu bé sẽ trình diễn một khả năng đặc biệt, đó là bịt mắt. Bằng cảm nhận của đôi tay, cậu ấy sẽ đoán ra chiếc xe hơi. Các bạn hãy xem nhé. Bây giờ hãy xem năm gợi ý mà chúng tôi dành cho tất cả các bình luận viên. Xin mời. Đầu tiên đó chính là gì? Chuyên gia xe hơi. Đọc rap về xe hơi. Tạo tiếng động cơ xe hơi bằng miệng. Ca hát. Thần đồng trí nhớ. Ba lựa chọn liên quan đến xe hơi rồi. Phải chăng đây là một cái cánh cửa mở ra cho tất cả các bình luận viên lựa chọn? Bây giờ nếu mà xét về phong thủy thì ca hát để nằm ngay vị trí đắc địa của bánh dẻo. Đúng rồi. Chúng ta hãy loại ca hát ra đầu tiên. Cái thứ hai, thần đồng trí nhớ thì rất có khả năng. Là tại vì trong cái đoạn clip vừa rồi, nếu mà cháu nó giỏi về xe hơi như vậy mà bây giờ chúng ta chọn đúng chuyên rồi. Gia xe hơi thì quả thật buồn cười. Đôi khi đó chỉ là chiêu bài của cha mẹ và các cô chú trong đội ngũ biên tập. Hai bên đã hợp lực lại báo rằng cái thứ nhất con hãy nói thế này, chiếc xe thứ hai con hãy nói thế kia. Đó là khả năng của việc vận dụng trí nhớ. Chính xác. Dạ. Xét trên hai tiêu chí đó, tôi xin được chọn là đọc rap về xe hơi. Sao vậy? Đọc rap về xe hơi à? Nói giỡn với thần đồng trí nhớ. Thần đồng trí nhớ. Thần đồng trí nhớ. Chị Mỹ Linh à? Tôi thì... Ở nhà anh Quân có chơi xe hơi không chị? Không. Chắc cháu ba cháu gái không, chắc cũng không có chơi xe hơi luôn. Tôi có con trai đó anh. Bây giờ nói về xe hơi thì không có liên quan đến gia đình chị Mỹ Linh lắm. Trời ơi, đánh trúng làng hay ghê chứ. Bảo người ta ba đứa con gái, ta bảo tôi có con trai, cái thì bởi vậy. 100 khán giả trên trường quay thấy cái từ thì bởi vậy nó có ý nghĩa gì không? Em cái... nghe là đâu có con trai đâu để mới nói là bởi vậy. Đấy. Đấy thì tại vì là nói suốt thì làm sao mà nghe được người khác nói. Con trai chị có thích nghiên cứu về xe hơi không? Không. Thì cũng là không liên quan. Trời ơi trời. Tôi nghĩ là tạo tiếng động cơ xe bằng miệng thì cái này không thuyết phục. Tôi không cho đấy là biệt tài. À. Tài. Đúng không? John thì sao? Không biết, tại luôn luôn mình đang coi mấy cái clip xong mình hay bị phá đó. Ai phá John? Đang tổ chức. Như lúc cái tiết mục lúc nãy, ai cũng mình thấy là ép dẻo nó không liên quan đúng không? Đúng. Nhưng mà mình hay bị thu hút về ép dẻo. Đó có thể là một cái bài học rất là quan trọng. Nhưng mà lần này anh cũng nhìn ca hát hoài vì nó không liên quan. Và cuối cùng thời gian suy luận đã hết rồi. Bây giờ là quyết định cuối cùng từ phía hai đội. Chọn ca hát. Ca hát. Thần đồng trí nhớ. Thần đồng trí nhớ. Đây là theo ý kiến của mẹ của con Thỏ với con Ra. À, mẹ con Thỏ không có nói nha. Mẹ con Thỏ nãy có nói rồi. Bây giờ câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Xin mời tất cả quý vị hướng mắt vào sân khấu ạ. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Những Lá Thư Yêu Thương trong buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, thông thường là các vị thính giả sẽ yêu cầu một ca khúc nào đó và chúng tôi sẽ phát sóng trong chương trình. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng tôi nhận được một lá thư rất đặc biệt từ một vị thính giả cũng đặc biệt không kém. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với vị thính giả này các bạn nhé. Alo. Alo. Con ơi, con có thể giới thiệu cho mọi người biết là con tên gì không nào? Bạn Nguyên Hoàng năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con 4 tuổi. Nguyên Hoàng đến từ đâu? Con đến từ Hà Nội. Và ngày hôm nay con gọi điện đến chương trình để làm gì? Để hát tặng cho bố mẹ con một bài hát ạ. Vì sao con lại lựa chọn một ca khúc để tặng cho bố mẹ của mình ạ? Tại vì bố mẹ con thích bài hát đấy ạ. Vì bố mẹ thích đúng không? Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nha. Vâng ạ. Vàng cây lá bay, đôi tay đây buộc màng
đó kìa. Tự giảm nhỏ volume. Trời ơi. Lần đầu tiên tôi mới nghe người ta hát live mà fade out. Trời ơi. Cái bảy bánh dẻo á, giờ thả là cái bảy ca hát kế tụ kế. Đó, bởi vậy. Ê Huy, ê chính ra nãy giờ là sai 5 lần luôn á Huy. mình tính là làm sai hết luôn á Cưng. Con đáng yêu quá. Hay nhất nữa là cái đoạn mà con ra, con nhìn vô cửa sổ, đài radio đã phát được nửa tiếng đồng hồ con thì con mới nghe điện thoại mà con vẫn trò chuyện được với cái chú ở trong kia. Hát nhạc bình thường thì nói làm gì. Boho. Cho chú làm thêm một bài nữa đi. Một mái qua cơn mê, xa cuộc đời vênh bông, anh lại về bên em. Tân ngày gió mưa không còn, lên đường dài thật dài, ta mặc tình trong trời. Tân cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, xuôi một thủ lênh đênh. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Bên đội của cô là đoán chúng là con hát rồi. Bây giờ con đố chú Thành với cả cô Ly làm gì đi. Ý, bây giờ con với cô Linh song ca một bài. Đấy. Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sóng dòng đường dài. Cô Ly nè. Cành nhà neo đơn, bầy em chưa lớn chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ thương em, nhớ tìm người dễ duyên, lắm câu mong em đổ bến cho yên một mắm thuyền. Lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến, sợ người ta đến em không sâu bao lời khuyên. Đúng là tài năng. Hay cảm quá. Cảm ơn con. Không ai nghĩ luôn, 4 tuổi mà chỉ thích nhạc bolero. Ở đâu ra, tại sao, trời ơi. Con có thích bài kêu là gì, Sâu Tất Cả không? Con biết hát bài đấy. Sau tất cả, mình lại trở về với ba. Tưởng như chưa bắt đầu, tưởng như là vực mãi quê. Sau tất cả, cha đặc biệt một điều là con chỉ mới có 4 tuổi thôi. Đúng rồi. Nhưng con hát rất không đồng. Con phải phát ao nữa. Ôi dạ, phát ao mất rồi. Xin lỗi. Phát ao. Phải đúng không? Phải phát ao mới hợp lý. Dạ. Quá giỏi luôn, 4 tuổi rồi. Thôi tôi cũng lạy ông. Con chọn đội nào con? Chọn đội này. Chọn đội này. Chọn đội này. Trời ơi, đâu mà hát hay dữ vậy nè trời. Các cô chú yêu mến, bình chọn cho Nguyên Hoàng giùm em. Yeah.